cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Thí sinh có số lượng cân nặng giảm thấp nhất của tuần vừa qua đã thuộc về thí sinh Mai Trang. Bạn sẽ biểu diễn ngay bây giờ. Mình tên là Nguyễn Thị Mai Trang, 26 tuổi, đang là giáo viên mầm non. Lúc nhỏ do sữa hợp với cơ địa của mình, nó làm tăng trọng lượng mình lên. Từ nhỏ có một cái đam mê là nhảy múa, thì mọi người đều nói là mập quá làm sao nhảy nổi. Có xin vô một hai vũ đoàn, người ta vẫn cho mình tập. Nhưng mà khi lên sân khấu thì người ta lại đẩy mình ra vì mình mập quá, không đẹp. Nên mình chỉ cảm thấy mình tủi thân và mình xót xa cho bản thân mình. 2 năm trước, mình và bạn trai rất là nồng thắm, quá lo chăm sóc cho bạn trai mà mình bỏ quên bản thân mình đi. Thành ra lúc đó mình trở nên xấu xí, kịch cỡm, không còn đẹp nữa. Nên lúc đó bạn trai mình đã bỏ mình theo người khác, sụp đổ hoàn toàn. Trong 2 năm đó là mình bị trầm cảm, không muốn sống nữa. Qua cái khoảng thời gian đó, mình nỗ lực giảm cân, nhịn ăn, rồi mình có tập thể dục, uống giấm, rồi uống chanh. Nhưng mà lúc đó mình xỉu quá nhiều. Khi mà mình ngưng một cái là nó lại tăng vọt lên mà tăng cao hơn lúc đầu nữa. Vừa tốt nghiệp, mình đi xin việc làm. Mẹ đi theo, mình phỏng vấn. Nhưng mà người ta lại nói là mình quá dư cân, không thích hợp với nghề này. Lại lúc đó mẹ cười, mẹ động viên thôi. Nhưng mà khi mà về tới nhà thì mẹ lại vào phòng khóc ở trong phòng. Lúc đó thì mình trống rỗng, không nghĩ được gì nữa, chỉ biết là mình đang làm khổ mẹ thôi. Mình muốn đi tới cuối chương trình và số ký đặt ra là 30 kg. Con hứa sẽ cố gắng hết mình để thay đổi, để sống tốt hơn. Và thí sinh của chúng ta, bạn Mai Trang, rất tuyệt vời với Broadway. Cái này nó không hề đơn giản một tí nào nhá. Tôi nghe John hôm trước có hướng dẫn tôi là nhảy cái này là tay phải cắn ra như thế này này, động tác vươn phải rộng ra mà cực kỳ khó, và thái độ thần thái tươi vui năng lượng như bài nhạc, gan thiệt. Mới tuần đầu tiên chọn Broadway, John nghĩ sao? Rất là mạo hiểm vì em cũng là thí sinh cuối cùng. Thể loại Broadway này rất là phức tạp, động tác nhanh. Cái bài này nó rất khó, rất khó lắm. Nó có một số động tác là anh thấy em bị trượt một chút xíu. Và cái bưng bê cuối bài thì anh cũng thấy cái đó ấn tượng. Nhưng mà nói chung anh nó chưa tạo ra một cái cảm giác wow, tuyệt vời cho anh. Nên anh Hà nhìn thấy trong bài này cũng có những điểm nhấn và có những cái cao trào đấy chứ anh hả? Cũng có, nhưng mà tại I don't know. Không, cái nhu cầu khoa học đã chứng minh cái độ khó của con người nó sẽ tăng dần theo số tuổi, tôi nghĩ vậy. Em chỉ nói thế này bởi vì cái bài này là anh nói là rất là nhanh và đòi hỏi động tác là phải vươn làm khó. Em mà bài nào mà nhanh là em toàn làm dối, bởi vì nếu mà tay của mình đưa ra được cho đến cái nhịp đấy là nó đã qua cái nhịp khác rồi. Cho nên là đây cũng là một cái điểm mà Hà nể bạn luôn á.
bạn nặng ký, nhưng mà may mắn cho bạn đó, nhìn bạn không hề bị lỏng lẻo đâu, bắp tay hay bắp chân của bạn rất là chắc, thành ra nó thanh thoát trong từng cái bước nhảy. Và rõ ràng đây là một trong những cái bài mà có cái kết mà mọi người òa lên vỗ tay. Cái kết rõ ràng là cái kết mà Hà thích nhất. Anh có thể là anh đòi hỏi cao, nhưng mà đối với Hà như thế này là ổn cho sự mở đầu. Vâng, xin cảm ơn Hồ Ngọc Hà. Nếu anh nghĩ rằng là nó sẽ rất là tiếc khi mà có những thí sinh có khả năng nhảy múa rất tốt lại nằm ở trong cái top những người nguy hiểm khi mà điểm giảm cân nó quá ít. Tại chương trình chúng ta sẽ tìm ra cho được nhân tố phải hội được đủ hai yếu tố, nhảy được và giảm cân được. Ba người nhảy cuối cùng là ba người nhảy tốt nhất. Em cố gắng đi, cố gắng hết sức ép mình mà đi tới nơi tới cùng. Rồi, thưa quý vị, bây giờ điểm số sẽ được giữ lại. Cuối chương trình chúng ta sẽ biết. Mời bạn tiến về bàn cân. Đây là thí sinh có số cân nặng giảm thấp nhất so với 12 bạn. Cân nặng ban đầu là 81kg. Và cân nặng hiện tại là 79,7kg. Bạn giảm được chỉ có 1,3kg mà thôi, tương đương với 1,6%. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Don't you wanna stay?